Tối ngày 11 tháng 5, tức ngày 26 tháng 3 âm lịch, tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tổ chức khai mạc lễ hội chợ tình Khâu Vai. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Hoàng Văn Vịnh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Đức Quý, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Mèo Vạc cùng đông đảo bà con nhân dân huyện Mèo Vạc, du khách trong và ngoài nước. Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã nêu bật ý nghĩa của lễ hội chợ tình Khâu Vai đây là lễ hội độc đáo và đã trở thành huyền thoại đối với đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Mèo Vạc nói riêng và trên vùng công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung. Là ngày hội của những đôi trai gái yêu nhau nhưng vì nhiều lý do mà họ không đến được với nhau, cứ vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm, họ lại về Khâu Vai để tìm lại người xưa, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Lễ hội chợ tình Khâu Vai được tổ chức hàng năm không chỉ là sự kiện, sản phẩm văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc mà còn thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Lễ hội chợ tình Khâu Vai năm nay diễn ra trong hai ngày 11, 12 tháng 5, tức ngày 26, 27 tháng 3 âm lịch. Trong khuôn khổ lễ hội, huyện Mèo Vạc đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như thi chim họa mi, thi làm bánh dày của dân tộc Nùng, trải nghiệm cưỡi ngựa về chợ tình, giao lưu ẩm thực, lễ hội cầu an của người dân tộc Lô Lô lễ hội đua lợn đen lũng pù giống lợn đen chỉ có ở mề vạc tìm hiểu nét văn hóa dân gian hát đối hát giao duyên múa nhảy lửa và điệu nhảy trên cây của dân tộc lô lô múa trống của dân tộc giấy múa mừng năm mới của dân tộc giao và có hoạt động tham gia trải nghiệm tại mê cung đá nơi đã diễn ra sự tích thiêng liêng của tình yêu đôi lứa giữa nàng út và chàng ba trong câu chuyện tình cách đây gần một trăm năm đặc biệt trong đêm lễ hội đã tái hiện truyền thuyết chuyện tình khâu vai do đoàn nghệ thuật cao nguyên xanh huyện mèo vạc biểu diễn cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác